công an cục hơn nuôi cẩm mà nuôi cắm mà đi cáp treo nuôi cắm nó mới làm một đợt mà treo bông giả. Như là nó hái đậu. Ở bên này tận gần đấy. Cái trò đó là để tránh nắng. Này cái đầu xanh. Bây giờ bán rồi. Đây là mình đang chọn bán xong thôi. Thằng này tổng mà bằng kê hả? Thế này. Con bé đậu xanh. Đấy ăn ló hay nó tối ăn mai đấy không mai mai chơi không mai giờ như dạ hả giờ như dạ giờ như giờ giờ như à. Ba hai đứa nhỏ hái đậu xanh và cái ruộng đậu xanh này thì không có tốt lắm à. Thank you.
cây đậu xanh. Cái này là trái. Trái đậu xanh. Trái đen đen là trái chín. Trái hái là trái hái trái đen đen. Ngày này ăn tới riêng này, ngày Tết đó. Dạ. Ngày này ăn tới riêng này. Hôm nay Chủ nhật. Ngày Chủ nhật ai ngày thứ hai. Chủ nhật cái ra đồng đi hái đậu với ngọt. Ngọt. Ba đứa học lớp mấy rồi? Con học lớp 3. Con học lớp 2. Con học lớp 2. Lớp 2, hai đứa học lớp 2. Lớp 1, lớp 2, lớp 3. À. Bây giờ bữa nay Chủ nhật đi ra đồng hái đậu xanh với bà ngoại hả? Dạ. À, bữa nay thứ bảy Chủ nhật nó được nghỉ, nó đi ra ngoài đồng hái đậu xanh cho với bà ngoại, nó hái được một bao rồi. À, bây giờ ba đứa nó kẹp cổ nè, giơ tay lên vậy nè. À, chiến đấu rồi nha. Rồi, đây là bà ngoại. Bà này khá mới gì? Dạ. Bà ăn mang lâu rồi? Ừ, bà phải lơ mau quá. Cái này là đậu xanh nè. Ừ. Cái đậu già người ta ra người ta hái. Bà sao chị này hát bà chui rồi đó. Nhỏ nhỏ nó bắt đầu ra đồng. Mỗi khu vực này ta trồng đậu xanh nhiều. Nhưng mà nhiều cái ruộng thì cũng tốt mấy. Crop xin nó. Crop xin Ủa, tại tuốt thông đấy vậy. Trời. Đấy bà, tại tuốt thông không à. Cái đường cánh nó cũng bự nè. Tại chốt. Cái lưng nó cao phi. Con cánh lóc cũng ở nửa ký hả? Chờ thôi. Ủa, xin hẳn xí quá. Nhậu lên nhé. Bây giờ buồn buồn mai sắp sửa kia sửa tiếng cá rồi.
Thấy ấy, thấy ấy. Ui. Nó có màu màu trắng, màu đỏ, mỗi lần nó màu trắng tới lần tới lần nó đỏ, nó màu vàng, màu vàng tới màu đỏ, màu vàng đỏ là dữ dội luôn. Rồi con ở đây thành nuôi bò, thành thử ra sáng lên cái ta phải đi kiếm cỏ này, cỏ này là cỏ nó dài dữ ơi, theo bờ ruộng á, người ta xuống người ta cắt ngày vậy là đi kiếm một hai bao về. Ở đây là cái cổng của vô cáp treo nước cắm, cái cáp treo này nó đi lên trên núi cắm luôn. Cáp treo núi cắm nó mới làm một giờ mà treo bông giả
cáp cao, cáp treo, nước cắm. Quán này nó cũng mới làm. Có khu như chơi, nó có tắm luôn. Đẹp quá ta. Có nhậu gì không? Qua nhậu ở nhà rồi. Rồi thằng Nét đâu? Nét đi xin nhà xin rồi. Cái này ở trong làng ở An Hảo. An Hảo là Trác Hoàng. Làng của mọi người Khmer. Cây này có cái miếu